Kính thưa quý vị, những vụ bạo hành gia đình, cha mẹ nhẫn tâm đánh đập, thậm chí là giết chết con ruột chỉ vì những mâu thuẫn gia đình thời gian qua đã khiến dư luận không khỏi dậy sóng phẫn nộ, mất niềm tin vào cuộc sống khi mà đạo đức nhân cách của một bộ phận con người đang ngày càng xuống cấp đến mức báo động. Nhưng đó không phải là bức tranh toàn cảnh, quý vị biết không ạ? Tình máu mủ ruột rà thiêng liêng không gì có thể so sánh bằng, không phải toàn những điều tiêu cực mà đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn những câu chuyện thấm đẫm nước mắt, minh chứng như câu chuyện sau đây. Nhìn thấy con đau đớn vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, người cha đã không ngần ngại chia một quả thận của mình cho con, mong con được sống tiếp. Mọi biến chuyển đối với cậu bé như một phép màu, minh chứng cho tình phụ tử thiêng liêng biết bao. Cách đây một năm, cậu bé 9 tuổi sống ở Bình Thuận được phát hiện bệnh suy thận giai đoạn cuối và trải qua một thời gian điều trị. Cậu bé có chỉ định phải ghép thận mới kéo dài được sự sống. Lúc đó gia đình em như là một cái cơn gì đó, nó sụp đổ, nó đau đớn lắm. Khi mình nghĩ con mình không thể nào là bị vô giai đoạn cuối được. Mà em nghe cái giai đoạn cuối em có nghĩ là con mình sẽ đem về là hết đường chạy thôi. Thương con, hai vợ chồng chị Lên bàn tính cho thận con. Sức khỏe chị Lên không đủ điều kiện nên chồng chị Lên đã quyết định chia một quả thận cho con. Tình yêu dành cho con quá lớn khiến anh chị cũng không nghĩ những rủi ro xa xôi sau khi mất đi một quả thận. Mình cứ cho thận cho con một lần để con sống thêm một lần nữa thôi. Còn chuyện sau này á, mình có khổ có nghèo ấy, thì mình vẫn có con rồi, mình hạnh phúc rồi. Dạ, em lúc đó chị nghĩ vậy thôi, là em đăng ký ghép thận thôi. Có thận ghép rồi, gia đình tiếp tục đối mặt khó khăn với chi phí xét nghiệm, phẫu thuật và chăm sóc sau ghép rất lớn. Lúc này gia đình lại nhận được sự tiếp sức từ các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2. Đến bệnh viện chúng tôi điều trị thì khi mà phát hiện ra là bệnh nhân suy thận cần phải có ghép thận, mà cũng qua tìm hiểu chúng tôi biết rằng là bệnh nhân nằm rất là nghèo, cho nên là chúng tôi đã lên kế hoạch rất là nhanh chóng để cùng với lại cái quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo và cùng với các mạnh thường quân và các tổ chức báo đài để mà tìm cái nguồn tài trợ cho bé, và sau đó bé đã được thực hiện cái ca ghép rất là nhanh chóng, và tính tới thời điểm này là kết quả rất là tốt, rất là khả quan. Ngày 23 tháng 3, các bác sĩ của hai bệnh viện Nhi Đồng 2 và bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành ghép thận của cha cho cậu bé. Sau ca mổ, sức khỏe cả hai đều ổn định, cậu bé hiện rất vui vẻ, ăn uống ngon miệng và sắp được xuất viện. Dự kiến 6 tháng sau, cậu bé có thể đi học trở lại.